sắp tới những ngày lễ như là 20 tháng 10, 20 tháng 11 hoặc là những ngày lễ 8 tháng 3, kể cả những ngày lễ sinh nhật thì bạn luôn thắc mắc là không biết tặng một cái món quà gì đó thật ý nghĩa cho những người thân yêu, những người kính mến của mình. Thì ngay ngày hôm nay em đã về một set quà tặng tem tem rất là bự nha. Cái set này bao gồm những gì? Cùng em đi khám phá ngày hôm nay. Đây, bỏ trong một cái túi rất là sang dưới này nha mọi người, với thiết kế rất là sang trọng. Cái này là đem đến những cái món quà rất là ý nghĩa cho người nhận. Là cái gì vậy ta? Chén nha. Chén thì bán rất là nhiều nơi, chợ nè, ở siêu thị đều có hết. Nhưng mà chén này có gì đặc biệt? Hôm nay em phải review và gọi là đây là ship chén rất là xinh xắn nha mọi người. Đây là chén sứ nha, chén sứ nè mọi người, rất là xinh luôn, những cái họa tiết cũng rất là đẹp nha. Nó chống cái độ trơn của mình cầm nó không bị nóng nè. Ở phía ngoài mọi người thấy có cái độ nhám này, rất là sang trọng. Khi mình ăn cơm mình cầm lên một chén rất là sang như thế này, mình ăn vào mình cảm thấy ngon vừa đẹp, thì mình cảm thấy là mình rất là hạnh phúc cũng như là mình vui vẻ hơn rất là nhiều đó. Hiện tại bộ chén này đã có rất là nhiều màu như thế này nè mọi người, để em mở lên cho mọi người xem nha. Cái này là một set quà tặng hôm bữa giờ khách em đi sinh nhật mua cái bộ này tặng cho bạn bè cũng khá là nhiều. Cái set của nó gồm có 6 cái chén như thế này. Chén thì phải kèm theo là đũa đấy mọi người. Đây, đũa đây, nó sẽ có những cái họa tiết như thế này. Đũa này thì làm bằng tre, được diệt khuẩn rất là kỹ nha mọi người. Một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, năm đôi, sáu đôi đũa và 6 cái chén. Ok chưa? Nhìn cái chén là muốn ăn cơm rồi đúng không mọi người ơi? Rất là xinh, rất là sang, rất là tiện dụng. Mình có thể mình mua về để mà cả gia đình mình sử dụng, hoặc là mình có thể là mua bộ chiếc chén này để mình tặng cho những người thân yêu của mình cũng rất là ý nghĩa nha mọi người. Nào mà ở xa thì em cũng có thể ship hàng được nha. Chiếc chén này 6 món, 6 đôi đũa và 6 cái chén nha. Nhớ nha, liên hệ đặt hàng. Ok.